Năng động, thần tốc, bứt phá. Quảng Ninh, điểm đến hấp dẫn nhất khu vực phía Bắc năm 2020. Sở hữu một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, cùng hơn 70 danh lam thắng cảnh khác, Quảng Ninh nằm trong top điểm đến được yêu thích nhất khu vực phía Bắc cả về du lịch lẫn cơ hội đầu tư. Là địa phương đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng trưởng GDP ước đạt 10,05%, thu nhập bình quân đầu người trên 6.700 đô la Mỹ trên năm. Cùng với bàn đạp về hạ tầng và quy hoạch, khu kinh tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, các khu thương mại dịch vụ du lịch cấp tỉnh đã và đang tạo đà cho bất động sản cất cánh. Năm 2020, Quảng Ninh là một trong những thị trường dẫn đầu cả nước về nguồn cung và lượng hấp thụ tại phía Bắc. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh năm 2021 tăng 10%, thu ngân sách đạt 53.700 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2021, các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửu Lục 1, cầu Cửu Lục 3, nút giao thông Hạ Long Xanh và đường nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với đường tỉnh 338 được hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế xã hội. Đây chính là lực đẩy giúp thị trường bất động sản Quảng Ninh năm 2021 sẽ bùng nổ, trở thành miền đất hứa cho các nhà đầu tư. Trong đó nổi bật nhất là thành phố Hạ Long, vùng đất rồng tụ, vịnh biển kỳ quan xinh đẹp. Chưa bao giờ Hạ Long lại phát triển mạnh mẽ và hội tụ đầy đủ các yếu tố cả về nội lực lẫn ngoại lực như hiện nay. Theo thống kê, giá đất tại khu vực đường Bãi Cháy Hạ Long dao động khoảng 70 đến 80 triệu trên một mét vuông, Cái Sam khoảng 80 triệu trên một mét vuông. Mức độ tăng giá được ghi nhận từ 10 đến 25 triệu trên mét vuông tại nhiều khu vực, thậm chí một số khu vực đắc địa ven biển có giá lên tới 200 triệu trên một mét vuông. Dự kiến bất động sản nơi đây sẽ tiếp tục tăng khoảng 20 đến 30% bởi thành phố vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Một trong những thông tin nổi bật đáng chú ý nhất tạo bàn đạp cho sự phát triển khu vực là việc triển khai tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Đây sẽ là tuyến đường bao biển có cảnh quan đẹp bậc nhất Việt Nam, có chiều dài 18,6 km với 6 làn xe, điểm đầu nối với đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn - Hạ Long, đi qua các phường Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Quang Hanh và kết thúc tại cảng km 6 Cẩm Phả. Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021, trở thành trục cảnh quan đẹp, là tuyến đường du lịch triệu đô bên vịnh kỳ quan, giúp kết nối các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh thành chuỗi du lịch giá trị. Theo thống kê, đã có 33 dự án bất động sản dọc hai tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cùng sự hiện diện của những ông lớn như Vingroup, Sun Group, Hải Phát Land với các dự án triệu đô. Năm 2021, khi cung đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả hoàn thành, giá trị bất động sản sẽ tăng cao, trở thành mỏ vàng cho những nhà đầu tư.